ngoài nó quánh lộn luôn các bạn ơi. Rồi. Rồi hai thanh niên này đang yêu nhau các bạn. Đang nó mặt mà nó nằm đâu nhau vậy các bạn ơi. Rồi. Rồi đắp mộ luôn. Rồi chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Quân TV các bạn. Hôm nay mấy anh em mình sẽ chơi đá banh các bạn. Đá banh chạy với đồng nè, chạy ở đây nội ba gốc gà nó đâm thôi là xi nóc ao liền nha các bạn. Không, không biết đá chạy lên lắng xăng ta thôi, thôi đá. Vậy đá ba trái rồi, thế nào cho hai trái ăn nha. Bự ra. Không, bên bệnh bự lắm. Cái cung hành bệnh nó bự lắm. Rồi, được rồi, tôi ấy qua nè. Chèo hai chiếc dép lên cho màu mè chứ phát màu. Bằng rồi đó, bự rồi đó. Rồi, lọt luôn rồi. Trang trí gì cho giải thua. Bên đây bóng người luôn phải không? Có nhỏ gà rồi chấp luôn. Rồi công vinh luôn. Công vòng á, công vinh gì? Okay. Rồi bắt đầu là phát bóng rồi nha các bạn. Ồ. Ừ, bay luôn châm, trắng cỏ đó châm. Trắng cỏ đó. Rồi ơi, trời phát mập nó sợ cái té cục. Ô luôn rồi. Rồi, rồi. Đó. Cố lên. Ừ, rồi, trời ơi. Chơi banh lùa tới đây gặp phát mập một cái là nó dội ngược lên nha bạn, nó bự quá lắng xăng nè. Yeah, rồi gì cố lên xăng ơi, nhanh lên hút đậu rồi đá ngang ngự với thôi nha, mới tính nha. Chút xa vừa tới mày nó dội ngược lại đâu nữa chút xa. Rồi một cái phát banh bắn chim luôn nha các bạn. Nó ái tội rồi, cái kèo kìa, hủ môn nằm tuốt bên kia, cái nó kèo tuột quần nó châm, tuột quần hàng anh mày luôn. Hai anh em chia hai đội nha các bạn. Nó gọi gì vậy tài? Hai không rồi. Không, trái đậu này không tính, cái này vô đó, 1-0 đó. Cái này bỏng quá không tính. Rồi bên đây đổi hướng môn nha, si cơ que một giò đá vô trái rồi về chụp luôn rồi, trẻ nói rồi. Rồi sang xuống phát ngập lên. Trời ông đá cho banh đi không được mét nữa. Chập bu. Vô chưa? Hút ai, không đá nữa. Hút ai. Đá chiều dưới thì đá banh ở trên chim bay lên. Tờ lửa cho anh các bạn. Chim cũng lại coi đá banh đó nha. Tụt quần đó châm, chơi mình đá không lại mình tụt quần đó. Rồi, cái cầu thủ này có chút ác rồi, cũng đi giành banh đá nè bạn ơi.
Rồi. Chạy luôn, phát mập nằm rồi kìa. Nó bắn chim. Cái sàn bóng đá này lại vô hạn nha bạn. Nó lụt. Tút kêu má luôn. Thôi. Ôi cậu hổn nhí chứ bắt giò nha. Trẻ tuổi nhất mà chơi ăn gian chơi bắt giò anh ba. Ô, bắn chim. Ơi. Đúng không? Chạy lên đá luôn bạn ơi. Ừ, hay quá Trâm ơi. Chụp lại. Đừng hút ai, bỏ banh hút ai. Gì mắc ẻ rồi hả? Đang đá banh cũng mắc ẻ nữa hả Tài? Cái này hai cầu thủ này đang đá banh chia hai đội mà thương nhau bạn ơi. Âm xà nẹo vậy đó. Kìa nó bây giờ nó quýnh lộn luôn á bạn. Nó còn không còn đá banh nữa. Giật lộn cho một nùi đắng luôn rồi kìa. Giật lộn luôn rồi, nó quýnh lộn luôn á bạn ơi. Rồi hai thanh niên này đang yêu nhau bạn. Đang đá banh mà nó nằm nó ôm nhau gì nè bạn ơi. Ơi. Rồi đó, đắp mộ luôn. Ăn mừng. Nè. Bạn nhìn cái đó đứng đằng đây nó nhìn mình anh luôn các bạn. Đứng anh luôn kìa bạn ơi. Rồi cái đội hình bên đây đang lại thế nó qua đầu quân bên đây luôn bạn. Vậy là bên kia còn có mình anh Thành với hai đứa nhỏ các bạn. Chơi bán độ rồi kìa. Phát mập bán độ rồi kìa. Cái này ruộng gốc gạ còn nhiều chứ gom nhiều lắm bạn. Chạy đuối lắm nha bạn. Trời ơi chạy cái. Bạn ơi chơi ăn gian đá hoài không vô đi tự động qua dãy Cung Thành ta luôn các bạn. Cung Thành này chừng 80 mét á. Chơi bời gì đá không lại thanh niên này đi về Cung Thành luôn rồi nè. Rồi mấy thanh niên này giờ bị sản luôn bạn ơi, lội vòng kiếm cho ẻ luôn như vậy nè. Rồi thanh niên này vừa làm xong Cung Thành là bên đây nó thua luôn các bạn ơi. Thua rồi. Vậy là bên đội tuyển của Thành với Khái thôi nha bạn. Rồi giờ cũng chiều rồi nha bạn. Giờ mấy anh em mình xin kết thúc cái video của bạn. Nếu bạn thích video này cho một like, chia sẻ bạn trên cái kênh, đăng ký ủng hộ mấy anh em mình nha bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào. Rồi chào hết nổi luôn bạn ơi. Yếu luôn rồi. Rồi đây là cái hình phạt cho cái đội thua nha bạn. Cái hình phạt cho đội thua. Cô Thành đang bị khiêng heo nha bạn ơi.
chưa? Rồi. Chết. Sao sao sang luôn, chạy phát mập sao sang luôn. Phát mập quá heo nè. Tê rồi dép luôn à. Đây là cái thành là bên đội thua các bạn, bị liền với hầm, còn phát mập là bên cái đội bán độ cũng bị sổ hầm luôn các bạn ơi. Quỷ bán đội. Để anh tao quá nè. Đây đây đây, hai thanh niên kêu nãy yêu nhau ôm đấm đuối, bây giờ các bạn đang chơi chút nữa. Ô ô ô, hai thanh niên này đang yêu nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp nè. Dây hai anh em à, uống thử miếng nước cho béo không. Trời ơi, xịn lên. Lại tao đâu có thua đâu. Tao có thua. Cái này tội trời. Đẩy qua đẩy lại. Tao cũng thua đâu. Tao chưa chuẩn bị ăn cục. Tại nó nói khích tao kìa, nó nói dễ gì mới bắt được tao.